Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Bản tin hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024, tức ngày 5 tháng 2 năm Giáp Thìn, sẽ cập nhật những tin tức nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội họp về công tác tổ chức đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc năm 2025. Hội Phật giáo Tịnh Độ Hàn Quốc thăm văn phòng 2 Trung ương Giáo hội và Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh chưa tăng tu nữ Phật tử chùa Bửa Long Khánh Tuế Hòa Thượng Tôn Sư Viên Minh. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Hưng Yên họp triển khai Phật sự đầu năm. Tây Ninh khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Suối Pháp. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Mở đầu bản tin hôm nay kính mời quý vị cùng đến với những thông tin Phật sự nổi bật của bản tin 20 giờ vừa cập nhật. Được sự chỉ đạo của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chiều nay ngày 14 tháng 3 năm 2024, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra phiên họp thống nhất nội dung kế hoạch tổ chức Đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2025 và thành lập tổ công tác chuẩn bị cho đại lễ. Phiên họp dưới sự điều phối của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Thanh Phong, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Chánh văn phòng 1 Trung ương Giáo hội. Phiên họp còn có sự tham dự của Chư Tôn Đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Chư Tôn Đức lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam. Đại diện chính quyền tham dự buổi họp có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Yến Bình, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh về tầm quan trọng và công tác chuẩn bị Đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc năm 2025. Thượng tọa Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch khẳng định rằng sự kiện Vê-sắc 2025 là sự kiện trọng đại của Phật giáo thế giới được đăng cai tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện này trùng hợp với đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước. Do vậy, sẽ càng quan trọng hơn trong việc giới thiệu về văn hóa, lịch sử, Phật giáo và đất nước Việt Nam đến với đại biểu các nước. Theo đó, nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức được đưa ra thảo luận tại phiên họp. Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo triển khai về thời gian của đại lễ. Theo dự kiến, Đại lễ Vê-sắc 2025 dự kiến diễn ra trong 6 ngày. Các địa điểm dự kiến liên quan đến công tác tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Vê-sắc 2025 được đề xuất như Dinh Độc Lập, Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế, Quần thể Du lịch Tâm linh Núi Bà Đen Tây Ninh, Sân vận động Quân khu 7. Chủ đề của hội thảo về Đại lễ Phật đản Vê-sắc Liên Hiệp Quốc 2025 được thống nhất sau khi thảo luận là Đoàn kết, thống nhất, hợp tác, Phật giáo vì hòa bình thế giới. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng 2 Trung ương phát biểu ý kiến thống nhất tinh thần chỉ đạo về thời gian và địa điểm tổ chức Đại lễ Vê-sắc. Theo sự chỉ dạy của Đức Đệ Tứ Pháp Chủ về việc chọn lọc khách mời, tập trung vào công tác tổ chức thành công mang tính chất lượng, theo đó thống nhất khách mời chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 các vị nguyên thủ các quốc gia, nhóm 2 các vị lãnh đạo Phật giáo quốc tế, nhóm 3 các tổ chức Phật giáo quốc tế khoảng gần 500 tổ chức lớn. Ngoài ra có thể mời thêm các lãnh đạo tôn giáo thế giới. Theo ý kiến thảo luận được thống nhất từ Chư Tôn Đức tại phiên họp, dự kiến số lượng khách mời quốc tế từ 120 quốc gia, khoảng 1.200 đại biểu. Phát biểu tại phiên họp, Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết cần sớm tiến hành việc nâng cấp hội trường Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tại cơ sở 2, xây dựng mới các hạng mục, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong khuôn viên học viện để phục vụ cho đại lễ. Đại diện chính quyền, ông Phạm Minh Tuấn cũng thống nhất ý kiến dựa trên tinh thần buổi họp chiều ngày 13 tháng 3 với Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Trị sự cùng các ban ngành liên quan đến tổ chức đại lễ.
công bố danh sách tổ công tác đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc 2025. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, tổ công tác là thành phần người thật việc thật, có phân một công tác rõ ràng, cụ thể và bám sát phần việc đã nhận từ ban tổ chức. Chư Tôn Đức đề nghị bổ sung các thành viên tham gia vào công tác tổ chức một cách hiệu quả. Sau buổi họp hôm nay sẽ có bản đề án, các thành viên tổ công tác bắt đầu đi vào công việc cụ thể. Phiên họp đã thống nhất nhiều ý kiến quan trọng cho việc thực hiện đề án tổ chức đại lễ Vê-sắc. Đề án dự kiến hoàn thành vào ngày 19 tháng 3 để đệ trình lên Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Chủ tịch và trình với Chính phủ cùng các ban ngành trung ương. Kính thưa quý vị, theo lời mời của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyến thăm Việt Nam lần này của Hòa Thượng Bom Yun, Chủ tịch Tịnh Độ Hội Phật giáo Hàn Quốc cùng Phái đoàn Tịnh Độ Tông Phật giáo Hàn Quốc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024. Sáng nay ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hòa Thượng Bom Yun đã đến thăm Chư Tôn Đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước khi đoàn trở về Hàn Quốc. Đại diện đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký, Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội và Chư Tôn Đức Văn phòng 2 Trung ương tham dự. Tại buổi thăm và làm việc, Hòa Thượng Bom Yun, Chủ tịch Tịnh Độ Hội Phật giáo Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn và hoan hỷ với sự đón tiếp nồng hậu của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam tại những nơi mà Hòa Thượng và đoàn đã đến thăm. Địa điểm đầu tiên đoàn đến thăm là lớp cao trung cấp giảng sư thuộc Ban Hoằng Pháp Trung ương tại Chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Chùa Hoằng Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 12 tháng 3, đoàn cũng đã đến thăm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương tại Chùa Hội Khánh và Trường Phật học tỉnh Bình Dương. Ngày đặc biệt ấn tượng với chuyến thăm nhằm vấn an sức khỏe của Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quốc Ân Khải Tường. Một ngôi chùa rất đẹp và mang cái tên đầy ý nghĩa về lòng biết ơn đối với quốc gia, cũng như ấn tượng với chuyến thăm Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng chính là địa điểm mà Phật giáo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức đại lễ Vê-sắc trong năm tới 2025. Thượng tọa Thích Phước Nguyên bày tỏ niềm vinh dự khi được Hòa Thượng Bom Yun cùng Chư Tôn Đức đồng phái đoàn Tịnh Độ Tông Phật giáo Hàn Quốc đảm đến thăm Việt Nam. Càng vinh dự hơn khi Ngài là một bậc tôn túc đạo hạnh đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo và được đất nước Hàn Quốc ghi nhận. Thượng tọa Chánh Văn phòng 2 Trung ương cũng gửi lời chúc sức khỏe và tri ân đến đoàn đã nhận lời đến thăm Việt Nam trong những ngày qua và dành tình cảm yêu mến con người để đất nước Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam. Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn giới thiệu về tổ chức hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đứng đầu làm Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hai trụ sở chính, văn phòng 1 tại Hà Nội và văn phòng 2 được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội chịu trách nhiệm điều hành công tác Phật sự của 32 tỉnh thành khu vực phía Nam. Theo mong muốn của Hòa Thượng, Chủ tịch Tịnh Độ Hội Phật giáo Hàn Quốc cùng các thành viên trong đoàn được biết thêm về các sinh hoạt và tinh thần tu tập của Phật tử Việt Nam. Chư Tôn Đức lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương cũng chia sẻ thêm về những nét văn hóa tinh thần của Phật tử Việt Nam, đồng thời cũng tri ân đến sự quan tâm của Hòa Thượng Bom Yun đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tu học Phật Pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hòa Thượng làm điểm tựa tinh thần tâm linh quan trọng, quý báu cho người Việt Nam xa quê và đặc biệt là cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc. Hòa Thượng Bom Yun cũng có lời mời trịnh trọng đến Chư Tôn Đức lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương sẽ tham gia đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại đất nước Hàn Quốc trong thời gian tới. Hòa Thượng cho biết đây là một trong những sự kiện trọng đại của Phật giáo Hàn Quốc, có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của chính phủ và những người có tầm ảnh hưởng. Cũng trong buổi làm việc, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng chia sẻ về công tác chuẩn bị cho sự kiện đại lễ Vê-sắc sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2025 và có lời đề nghị đại diện Phật giáo Hàn Quốc đã tham gia một tiết mục văn nghệ biểu diễn trong chương trình đại lễ để giới thiệu về văn hóa Phật giáo của đất nước mình. Buổi thăm hỏi đã diễn ra trong không khí thân tình và kết thúc trong niềm hoan hỷ.
Một lần nữa, Hòa thượng Pom Yun tri ân sự quan tâm sâu sắc và lời mời của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chuyến đi ý nghĩa này. Hòa thượng mong muốn Phật giáo giữa hai nước sẽ luôn thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp này, dành giao lưu nhiều hơn nữa thông qua các khóa tu học và sự kiện về văn hóa Phật giáo. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều ngày 13 tháng 3 năm 2024, đoàn Phật giáo Hàn Quốc Junto do Hòa thượng Pom Yun, Chủ tịch Tịnh độ hội làm trưởng đoàn đã đến thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng Học viện, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa đào tạo từ xa. Đại đức Thích Lệ Ngôn, trưởng phòng đào tạo. Tại đây, phái đoàn đã gửi lời vấn an sức khỏe Đức Pháp Chủ, Viện trưởng Học viện, đồng thời bày tỏ niềm vui về những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Thay mặt Hội đồng điều hành, Thượng tọa Thích Phước Lượng gửi lời cảm ơn đoàn đã quan tâm có buổi thăm làm việc tại Học viện. Trên nền tảng đạo lý Phật giáo cùng những truyền thống tốt đẹp trong quan hệ giữa hai bên, Thượng tọa hy vọng những bước tiến mới sẽ được thiết lập sau chuyến thăm. Dịp này, Chư Tôn Đức Hội đồng điều hành cũng thông tri đến đoàn tình hình dạy và học của Học viện trong năm học 2023-2024. Vào chiều ngày 12 tháng 3 năm 2024, Hòa thượng Pom Yun Sunim, Chủ tịch Hội Phật giáo Tịnh độ đất nước Hàn Quốc và Phái đoàn Tịnh độ Tông Phật giáo Hàn Quốc đã đến thăm Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Niết Bàn, Tổ đình Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chào đón phái đoàn, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã giới thiệu khái quát lịch sử hình thành phát triển Phật giáo tỉnh Bình Dương và hân hoan chào đón chuyến thăm đặc biệt của phái đoàn. Theo đó, Hòa thượng Pom Yun Sunim và phái đoàn Hội Phật giáo Tịnh độ Hàn Quốc dâng hương lễ Phật và tụng kinh cầu an tại chánh điện. Hòa thượng Thích Huệ Thông đã hướng dẫn phái đoàn tham quan toàn cảnh tổ đình Hội Khánh. Đáp từ, Hòa thượng Pom Yun bày tỏ thán phục trước sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Bình Dương nói riêng. Bên cạnh đó, Hòa thượng Pom Yun đã giao lưu với gần 1.000 Phật tử, chia sẻ về lịch sử và những đặc trưng của Phật giáo Hàn Quốc, khái quát mối quan hệ ngoại giao Phật giáo giữa hai quốc gia. Ngài cho biết, chuyến Hoằng pháp lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị bền chặt giữa Phật giáo Việt Hàn trong tương lai. Quyến tấn đến hội chúng, Hòa thượng nhấn mạnh về những giá trị cốt lõi của đạo Phật, phải hiểu đúng và thực hiện đúng các phương pháp thuyết giảng nhằm truyền tải những tinh hoa của Phật giáo vào đời sống xã hội. Tại buổi chia sẻ, Hòa thượng Chủ tịch Tịnh độ Hội Phật giáo Hàn Quốc cũng dành thời gian giải đáp những khúc mắc của các Phật tử. Chiều cùng ngày, phái đoàn Tịnh độ Tông Phật giáo Hàn Quốc tiếp tục đến thăm chùa Hội An, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một và chùa Bửu Phước, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 4 tháng 2 năm Giáp Thìn, tại chùa Bửu Long, số 81 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chúng đệ tử xuất gia và quý nam nữ Phật tử tổ chức lễ khánh tuế lần thứ 81 và 58 Hạ Lạp của Đức Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long trong khuôn khổ nội bộ chùa. Đặc biệt năm nay có quý sư đệ của thầy từ Huế vào tham dự, Hòa thượng Giới Đức, Hòa thượng Pháp Tông cùng một số đệ tử. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đại Đức Phước Hạnh đại diện cho tứ chúng dâng lên lời tác bạch cảm niệm tri ân đến Đức Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã nuôi dưỡng, dạy bảo, chở che, hướng dẫn tu tập, hành pháp. Và Hòa thượng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chúng đệ tử tham gia các khóa Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh và nước ngoài như Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ. Sau khi ra trường, các chúng đệ tử trở về trú xứ tham gia các công tác Phật sự giáo hội, trụ trì các cơ sở tự viện, hoằng pháp lợi sanh, đưa đạo vào đời, để tiếp nối tâm nguyện của Hòa thượng hoàn thành đạo nghiệp. Cầu nguyện cho Hòa thượng sức khỏe miên trường, tuệ đăng thường chiếu, mãi là bậc thạch trụ, là cây cao bóng cả che mát hàng đệ tử xuất gia chúng con và quý Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật. Hòa thượng Giới Đức đã viết bài thơ thư pháp mừng khánh tuế và ngâm tặng thầy. Ai cũng rất hoan hỷ cảm động, không khí đầy đạo vị. Trong buổi lễ khánh tuế, Đức Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh
đã nhắc nhở chư tăng tu nữ hoàn thành tốt các công tác Phật sự của giáo hội, lấy giới định tuệ làm hành trang để tu bồ đạo đức và nhân phẩm của người xuất gia. Mỗi người hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí tuệ để xóa tan lầm mê vướng mắc trong tâm, giúp mình, giúp người ra khỏi biển khổ mê chấp, không còn trầm luân trong biển khổ sanh tử nữa. Tất cả chúng ta ai cũng có trí tuệ, nhưng vì bị phiền não ngăn che nên không phát huy. Theo Hòa Thượng, tu học Phật là trở về soi sáng chính mình, sửa đổi chính mình để giác ngộ, giải thoát. Xin được chuyển qua các Phật sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua ngày 13 tháng 3, tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp đầu tiên năm Giáp Thìn 2024. Hòa Thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chủ trì buổi họp. Tại buổi họp, Chư Tôn Đức, các ban chuyên môn thông tin sơ bộ các hoạt động Phật sự sẽ triển khai trong năm mới, cùng thảo luận kế hoạch Phật đản và an cư kiết hạ Phật lịch 2567. Cuộc thi thiết trí vườn lâm tỳ ni tại các tư gia, diễu hành xa hoa thông qua kế hoạch ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Đúc kết buổi họp, Hòa Thượng Thích Châu Quang rất hoan hỷ với tinh thần làm việc và những góp ý chân thành, thẳng thắn của Chư Tôn Đức. Đó là tiền đề để Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành các Phật sự sắp tới. Cũng trong sáng qua ngày 13 tháng 3 năm 2024, tại chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp mặt đầu năm và triển khai công tác giáo dục Phật giáo năm 2024. Thưa ủy quyền của Hòa Thượng Thích Thanh Hiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Thanh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, điều phối hội nghị. Hội nghị diễn ra với sự chứng minh tham dự của Thượng tọa Thích Thanh Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hải Dương, nhị vị Thượng tọa Thích Thanh Khuê, Thượng tọa Thích Thanh Nguyên, Ủy viên Hội đồng trị sự Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực, lãnh đạo các ban chuyên môn, ban trị sự các huyện, thị xã, thành phố, các tăng ni là nghiệp sư của tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học Hải Dương phân hiệu 2, các Phật tử thành viên ban trị sự cùng các Phật tử chùa Phúc Lâm Tiên Quán. Phát biểu khai mạc, Đại Đức Thích Thanh Quang đã chuyển lời khánh tuế chào mừng của Hòa Thượng trưởng ban đến Chư Tôn Đức hiện diện và mong Chư Tôn Thiền Đức, cư sĩ Phật tử đồng hành trong các hoạt động năm Giáp Thìn 2024, để Phật sự tỉnh nhà được thành tựu viên mãn. Tại hội nghị, Đại Đức Thích Minh Định, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, thay mặt Ban Giáo dục Trường Trung cấp Phật học Hải Dương cơ sở 2, đã báo cáo sơ bộ công tác giảng dạy của nhà trường. Hội nghị còn được lắng nghe những lời thăm luận hết sức bổ ích và ý nghĩa từ Chư Tôn Thiền Đức trong Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Giảng sư. Ban đạo từ tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Dũng tán thán công đức của Chư Tôn Đức tăng ni, quý vị Phật tử đã tích cực trong các hoạt động Phật sự, hết lòng hỗ trợ các công tác Phật sự nói chung và công tác đào tạo tăng tài nói riêng. Thượng tọa có đôi lời nhắn nhủ sách tấn đến tăng ni sinh, hãy dành thời gian để học tập trau dồi giới định tuệ, để sau này trở về phụng sự đành đáp tứ trọng ân trong khuôn một. Đại diện tăng ni sinh khóa 2 trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương phân hiệu 2 đã có đôi lời tác bạch khánh tuế đến toàn thể quý Chư Tôn Thiền Đức và lời hứa khả y giáo phụng hành. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn, đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử vân tập về chùa Suối Pháp, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh thuộc Tông Phong Tổ Đình Hoằng Pháp tham dự lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ sám hối, Đại Đức Thích Tâm Dược, Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp có thời pháp thoại gửi đến đại chúng qua chủ đề Bốn Pháp Tiến Hóa, Tăng Trưởng Trí Tuệ. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Thế Tôn có nói đến bốn cái pháp tiến hóa làm tăng trưởng trí tuệ. Thứ nhất là thân cận với các bậc chân nhân. Thứ hai là ưa thích nghe diệu pháp. Thứ ba là như lý tác ý, tức là dụng tâm khôn khéo. Thứ tư là thực hành tuần tự pháp.
trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy bốn pháp tiến hóa. Thứ nhất, thân cận bậc chân nhân là làm bạn với thiện, thân hữu với thiện và giao lưu với thiện. Bậc thiện trí là người thấy biết đúng về nhân quả và thiện ác. Gần họ, chúng ta sẽ an vui bởi những suy tư, lời nói và hành động tốt đẹp, lợi mình, lợi người. Thứ hai, lắng nghe chánh pháp. Chúng ta nên văn tư tu đúng lời Phật dạy để thấy biết rõ hơn những sự thật cần biết, cần bỏ, cần tu. Sự thật về khổ và con đường thoát khổ, bởi người có học có tu mỗi ngày sẽ bớt tham sân là tu đúng lời Phật dạy. Thứ ba, như lý tác ý, tức là biết dụng tâm khôn khéo trước, được mất khen chê, vinh nhục, hạnh phúc hay đau khổ. Dù ở hoàn cảnh nào, người học tu theo Phật luôn lấy giới, định tuệ, làm hàng rào bảo vệ thân tâm, luôn quán chiếu, suy nghiệm các pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Nhân duyên có rồi lại mất, chấp nhận sự thật để tập buông, bởi chết là ta phải buông hết. Thứ tư, thực hành tuần tự pháp. Kiên trì, nhẫn lại học hiểu hành giáo lý bát chánh đạo. Người Phật tử có giới nên giữ gìn giới và luôn phát nguyện xin lại tam quy và ngũ giới mỗi ngày. Khi có lòng nhớ giới, hiểu giới mới giữ giới tốt đẹp, cao thượng ngay bây giờ và ở đây. Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối và tụng giới như thường lệ. Cuối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisubso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị an lạc trong chánh pháp Phật sự viên thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.